Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn buổi sáng tốt lành. Rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Đây là mình đứng bên cạnh con sông Trà đấy anh em ạ. Để sáng ra đi thể dục đây. Vợ chồng mình cứ đạp xe lên đây thể dục anh em nhá. Đấy, trên này đường rất đẹp mà người sáng ra chỉ có đi thể dục thôi. Người đông chỉ đông thể dục. Thế nên là mọi người đổ về đây rất đông. Đây này là quảng trường của Thái Bình nha anh em nhá. Đấy, đây có cháu bé đây anh em mà đạp một xe cao này đấy, rất là tinh thần thể thao đấy anh em nhá. Đấy, sáng nào mình cũng dậy tạnh nắng là đạp từ nhà lên trên này. Nó đi về nó khoảng hơn chục cây đấy anh em. Đấy. Anh em thấy tinh thần thể thao cao. Rất là hồ hởi và vui vẻ. Đấy, đến đây giờ là mình đi đến đây rồi, giờ đứng nghỉ đấy, tập thể dục. Bà xã mình đang thể dục. Đấy, quê mình có con đường này nó cũng được cái nó rộng rãi anh em nhá. Thể dục xong về là chuẩn bị bữa sáng rồi lại vào bắt tay vào công việc mới. Mời anh em ăn sáng cùng mình nhá. Sáng ra đấy, mình về là đi ăn. Đây anh em ạ, sáng đi thể dục về bà xã nấu cho bát bánh đa sáu vịt rất là ngon này anh em nhá. Bát bánh đa này buổi bữa sáng này. Còn đây là làm ba quả trứng trần anh em. Để uống rượu. Hả? Để ăn cho xong mai lại đi đạp xe cho nó hết calo. Đấy, mời anh em nhá, làm tí rượu cho dễ ăn. Đấy, mời anh em ăn sáng của mình nhá. Đấy, sáng là đơn giản vậy thôi anh em. Đây anh em ơi, làm mấy quả trứng trần để ăn cho nó hấp dẫn. Ui giời, ngon lắm anh em. Đấy, mời anh em nhá. Trứng gà là trứng gà ta đẻ chuẩn anh em, trần này hấp dẫn lắm anh em. Ồ, ăn ngon. Ăn hơn. Mời anh em nhá. Ui, ăn ngậy. Bữa sáng đơn giản hơn nhà anh ạ. Có miếng gừng. Ý bảo có miếng gừng ở đây. À, gừng hầm xương này. Đây anh em ạ. Cho thịt tương vào ăn cho nó cay cay. Đấy, sáng ra dậy đi đạp xe thể dục về ăn bát bánh đa nấu nhà làm lấy đấy anh ạ, rất ngon. Nó lại vất vả tí nhưng mà nấu nhà ăn cũng ngon. Dập cá nhà mình mấy hôm không ăn, tốt úm. Tốt úm. Dập cá này cứ ăn từ từ đừng cá hết. Cá hết ăn một kiểu và học. Nó mới nảy mầm ngọn non. Nhà mới bố ông điện.
ăn được, ngon đấy. Mời anh em nhá. Cái bánh đa nấu với sáu vịt này là cái mùng nhĩ với cái nấm ngon không? Cái nào khả năng mẹ cho hơi ít nữa. Nhắc à? Lòng mề. Lòng mề hơi ít. Các dọn nhiều bớt lại. Còn ăn bù không? Bù giờ nấu lại. Cái chín rồi. Chín rồi à? Thế cho thêm ăn cái gan. Mình thích ăn cái gan xào. Gan mề. Nên là cho bù vào. Cái nhà mua về ông xào lên, ông sáng ra nấu anh em. Rất ngon. Thật ra nấu ở nhà nó chỉ vất vả tí nhưng mà ăn nó ngon. Sáng lúc đạp xe về toát mồ hôi mà định bỏ thôi. Ông nấu vất vả. Muốn nên bỏ vào. Nước ẩm sẵn rồi. Thời tiết nó nóng. Nóng là đường đi ngủ quán ăn chứ nữa. Chứ nóng. Ăn cái dớp cá này anh em nó mát. Nhưng mà những cái sống này mình nên dùng lấy anh em. Nó an toàn bảo đảm. Còn làm thật, ở hộp xốp cũng không tốt đấy. Nó ăn ở cái hộp xốp. Cẩn thận. Xốp cũng tốt. Ăn đất chứ có gì. Mời anh em nhé. Nhà trồng là an toàn nhất. Nó bỏ cái chất sốt nó thải ra. Đùa. Cái ngộ cái răng của bố mẹ trồng cách thủy. Mà nóng. Đánh thủy. Nóng hấp nền. Chết. Điều hòa xả xuống. Nó cháy. Đúng rồi. Mai cái bia trồng lại. Bia để ngoài. Đất. Đúng. Trồng cho nên sạch. Ý là đổ đất vào trồng. Không. Đất như của ông Viêm chết hết. Chết. Cứ đồng nước. Sáng ra làm bát bánh đa vật vã này ngon này. Tật ăn mãi thì ăn một lá cá này. Ăn nó mát. Cái lá gì hả? Húng. Ngon lắm.
Tuyệt vời. Thế anh em sáng ra tách ra hai cọng nước có thêm một quả giả luộc không giả vâng tôi nước canh luộc hả tách rau một cơn rau đây rồi thôi luộc ăn để ăn nấu canh thế để luộc lẫn cái rau muống mình không được hoặc là cái quả bên một nữa. Lúc quả bên một thì cả. Nó muốn con bông. À, mấy đâu. Anh em sáng ra ngủ dậy sớm đâu mà đạp xe hơn chục cây về khoan khoái làm bát bánh đa ăn sớm. Hết rồi, báo tạnh hết. Mãi khổ. Đó, bà con cái lúa. Thối. À. Mấy hôm mưa to quá anh ạ, lúa mạ là nước trôi hết. Nhất là những cái lúa ở ngoài đồng, không biết nó có đổ không? Không đổ. Nay mình đặt xe đổ đâu. Để nó trong làng. Thể dục xong về anh em ăn ba quả trứng trần với bát bánh đa rồi. Thế là lại hòa. Mời anh em nhá. Cái cuộc sống mình nó đơn giản lắm anh em. Bữa sáng bữa trước đều thanh đạm cả. Nhà gần chợ anh em ra mua cái lòng mề vịt anh em, thế là về là phi hành mỡ xào lên, sáng là nấu bánh đa cùng miến ăn rất ngon.
Oi lắm. Mọi ngày đứng ở trên bờ đây nó mát. Đứng đạp xe lên mà nghỉ nóng quá là phải về. Ăn hết bát đồ này. Cống nước mẹ mày cống nước gì đấy? Này bát xong rồi. Thấy nhà nhá. Bữa sáng của mình đấy, sau một chập nó ngủ dậy đi thể dục. Đạp xe. Đấy, xong về là bà xã làm cho bác Minh Nha với ba là tiếng Trần. Anh em thấy ăn kinh không? Thôi mình chia sẻ những video nó đơn giản hàng ngày thôi. Anh em yêu ký đăng ký kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Chào tạm biệt nhá.